chào cả nhà đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Lời đầu tiên cho phép Minh Hải xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Và ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một miếng đất rất là đẹp ở Phú Hòa, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Miếng đất này có tổng diện tích là tầm khoảng 8 công cả nhà. Ở đây thì mình có cắm trụ đá sẵn ha, và bờ mẫu thể dài trên đó là cái đường kinh đó cả nhà. Ở đây thì được ban đất nền luôn nè, cho mình xây nhà ha. Cái mặt tiền đất của nhà mình là 17m4 cả nhà. Hiện tại thì chủ đang kêu bán miếng đất này với giá là 250 triệu cả nhà ha, buông đuôi và không thương lượng cả nhà. Kêu giá không thương lượng thì để cho cả nhà biết đất chính chủ cho cả nhà dễ mua ha. Đất này thì mình đi đường lên xã Phi Thông, sau đó gần tới cổng chào, sau đó mình ghé qua đây khoảng 500m là tới đất của mình ha. Được múc lên cao gáo cả nhà. Đó là mặt lộ kinh của mình ha, thì lộ đan 2m5. Hiện tại thì xe hơi chưa vô được cả nhà, chỉ có xe tải nhỏ thì vô được thôi, nhưng tương lai thì nó sẽ làm lộ lớn á. Và cái đường thẳng này ra thì có thể là ra ở thị xã Ngọc Sơn với cầu số 2 luôn cả nhà. Ở đây thì chủ đã lắp sẵn cái đồng hồ điện cho mình luôn ha, đăng ký hồ điện rồi. Ở đây thì mình mua đất này về xong rồi có đất nền sẵn, mình cắt nhà và sử dụng luôn cũng được cả nhà, tiện lợi ha. Để biết thêm thông tin chi tiết về miếng đất này thì xin cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782333680 Minh Hải để đi xem đất cả nhà ha. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải. Gặp cả nhà ở video kế tiếp. Bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cho video tiếp theo cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.